Dịp Tết đang cận kề, nhưng người dân trồng đào phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang điêu đứng vì hàng nghìn gốc đào bị bật gốc, chết khô do ảnh hưởng ngập úng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do công trình xây dựng dự án Eco Home 3 gây ra. Mọi năm thời điểm này, người dân phường Đông Ngạc đang tất bật tuốt lá, hồ hởi để chuẩn bị cho vụ đào Tết. Nhưng năm nay... Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Nỗi lo lắng của người dân nơi đây về một cái Tết ấm no lại nhiều thêm đôi phần, bởi hàng nghìn gốc đào chết khô. Cả năm bao công chăm sóc đào, giờ đây mất trắng. Ghi nhận của phóng viên Tầm Nhìn TV tại ruộng đào phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều gốc đào từ 1 đến 3 năm đều sơ xác, là úa vàng trơ trọi không khác những cảnh củi khô. Gốc đào đã dần mục, bị bật gốc, nhiều cây bị ảnh hưởng không ra mầm nụ cũng chết dần, chết mòn. Theo các hộ dân trồng đào tại đây, 40 năm nay chưa bao giờ xảy ra tình trạng đào chết ngập, mất trắng cả cánh đồng như vậy. Đây là năm đầu tiên người dân phải hứng chịu thiệt hại này. Vụ này là mấy 40 năm nay không hề ngập. Năm nay Eco 3 nó làm từ đầu năm này, bây giờ nó tự nhiên nó lấp cái đường thoát nước thế là tự nhiên nó ngập. Thế là mưa chặn nên nó ngập biến hết cả là. Thế là chết hết. Đây là đào chết hết. Nó chặn hết cái hệ thoát lốc của dân, cho nên nó mới ách nước, nó không thoát ra được cái mương chính thì nó mới ngập, nó mới chết đào chứ không phải là do thiên nhiên. Ghi nhận thực tế một số khu đất, người dân đã nhổ bỏ những cây đào chết. Thay vào đó, họ trồng rau màu. Những cây giữ được chỉ còn số ít. Nhiều cây đào cảnh bị ảnh hưởng, trông còm cõi, xác xơ, khiến người dân bị thiệt hại lớn. Theo người dân, trong biên bản kiểm tra hiện trạng số lượng cây trồng bị thiệt hại của Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc, có khoảng 30 hộ dân bị thiệt hại. Tổng số đào cành, đào thế, đào gốc thương phẩm bị chết khoảng 2.500 gốc. Nếu tính tổng số lượng đào cảnh bị ảnh hưởng, đào giống bị chết, thì người nông dân ở đây bị thiệt hại khoảng 4.000 gốc. Được biết, sau khi đào bị ngập úng từ tháng 8, người dân đã có đơn kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề nghị giải quyết và có biện pháp xử lý để dự án Eco Home 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 làm chủ đầu tư, trả lại hệ thống thoát nước cho cánh đồng trồng đào. Hợp tác xã nông nghiệp ấy, người ta cũng vào tận Eco 3, người ta lập biên bản, người ta bắt đào lại cái đường cả đường thoát nước. Nhưng mà lúc ý đã ngập chết hết ở đâu nữa. Biết rồi, bây giờ họ lập biên bản rồi đấy, nhưng mà tháng năm họ có để cho đường thoát nước không, họ lại lấp đi thì lại tháng năm vẫn thế. Mặc dù nhận được 35.000 đồng trên một cây đào bị chết, nhưng người dân đang không hiểu số tiền đó là do ai bỏ ra. Cùng với đó là sự lo lắng vì số tiền bỏ ra sản xuất hơn gấp nhiều lần và Tết này không còn đào để bán. Đồng nghĩa với việc Tết này người trồng đào Đông Ngạc sẽ không ấm no.